Thưa quý vị, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, Tuổi Trẻ Đà Nẵng vẫn đã và đang triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, góp phần làm ấm lòng nhiều gia đình chính sách trên địa bàn thành phố. Hôm nay, căn nhà nhỏ của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trước tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng bỗng trở nên ấm áp hơn trong ngày giỗ của người con, liệt sĩ Phạm Văn Lợi hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988. Mẹ Trước có 7 người con, hiện sinh sống với 2 người con trai, trong đó có một người bị khuyết tật, do tuổi cao sức khỏe của mẹ cũng không ổn định. Xuyên suốt thời gian qua, đoàn thanh niên địa phương đã luôn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, thăm nom, động viên khiến mẹ vô cùng xúc động. Có mấy bác sĩ tới để khám bệnh cho bà, thì cũng khỏe mạnh, cũng bình thường thôi. Thì cũng cảm ơn mấy bác sĩ, là bà mừng. Hoạt động này nằm trong chương trình chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố, do Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ thành phố duy trì đều đặn thời gian qua, góp phần thiết thực trong đồng hành cùng các gia đình chính sách chăm sóc sức khỏe mùa dịch. Chúng tôi rất tự hào và vui vẻ vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của người thầy thuốc Việt Nam trong tình hình dịch bệnh như hiện nay ạ. Thông qua các hoạt động này thì thành đoàn, hội liên hiệp thành phố cũng tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền đến các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lan tỏa các hành động đẹp, cái tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ để mà thực hiện các cái nhiệm vụ, các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động đại nhân đáp nghĩa đối với lại các gia đình chính sách, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sĩ đã hy sinh vì sự độc lập tự do của Tổ quốc. Có thể nói chương trình chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố của Tuổi Trẻ Đà Nẵng đã tiếp tục tô thêm nét đẹp của thanh niên Việt Nam, góp phần thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ với những hy sinh đóng góp của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, tiếp thêm nhiều niềm vui động lực để các mẹ Việt Nam anh hùng tiếp tục sống vui, sống khỏe.